tôi tan nát trong chiều lá rơi. Gió kiếm như chiếc thuyền nan chơi vơi, cầu mong đêm tối phôm lùi xa, cho ánh dương hồng cười ấm tim cô. Người gác khám ở đây nè, đã mấy năm rồi tôi để ý tháng nào tôi cũng gặp cô đến đây. Dạ, 3 năm nay tháng nào cháu cũng đến đây. Dạ, tháng nào tôi cũng thấy cô ở đây. Khi bước chân vào cửa khám, mắt đều long lanh sáng. Ra tôi không nên trò chuyện hay là hỏi han thân nhân của những người bị giam giữ, nhưng tôi chỉ muốn an ủi phần nào nỗi khổ của cô thôi. Nếu cô thấy không thể nói à, tôi không trách cô đâu. Cháu cảm ơn bác. Đã lâu rồi cháu sống trong cô độc, mấy năm liền chỉ kết bạn với bóng mình, cho nên hôm nay có người an ủi cảm thông, cháu chợt muốn tâm sự cho vơi đau khổ. Dạ thưa bác, người bị giam giữ là chồng của cháu. Chồng của cô à? Chú ấy bị tù bao nhiêu năm? Dạ, tòa kêu án đã 15 năm. 15 năm có nghĩa là, có nghĩa là cháu phải đợi chờ 12 năm dài đằng đằng, không biết đến khi rời dòng lao lý tình có còn chăng hay chết liền lâu rồi. Thời gian ơi đừng làm nhạt phai kỷ niệm ban đầu, dù đôi bóng một mình bên sân cửa hay thư thân giữa khu vườn, em vẫn nhớ về anh. Mong thật nhiều, đã bao lần em thức giấc nửa khuya, cô níu hình bóng anh chập chờn mà lệ tràn ướt mắt. Lau nước mắt đi cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 27 tuổi. Còn chú ấy? Dạ, anh vừa đúng 28. Vậy là chú ấy bước vào lao lý khi 25 tuổi và sẽ ra khỏi nhà tù lúc tóc trốn qua đây. Ở đời thường thường tuổi 40 là lúc sự nghiệp vững vàng, nguyên giới chú ấy lúc đó lại là tay trắng. Bác ơi, cháu không so đo ẩm giàu sang hay tay trắng, mà cháu chỉ mong sao thời gian đừng làm xa mặt cách lòng. Vì 15 năm có biết bao vật đổi sao trời. Bị tội tù khi tuổi còn quá trẻ là lúc ở ngoài đời tính tình chú ấy cũng rất lập dị, phải không cô? Dạ không, tính anh ấy rất tuân hậu hiền lành, cháu với anh là đôi bạn sinh viên chung trường chung lớp. Tôi ngờ đâu áo trắng học sinh sớm dương mà quen ố
và cung trời đại học thoáng chốc cũng mù xa. Ai, 15 năm chờ đợi thật là một chuỗi ngày dằn dặt, không dễ với bất cứ một ai. Nhưng đã kêu án rồi sao người ta chưa cho cô gặp mặt? Dạ, cháu không gặp mặt được là gì? Chính anh ấy không muốn gặp cháu. Chú ấy không muốn gặp cô à? Ủa, sao lạ vậy? Dạ, chắc gì anh ấy còn hận. Hận ai? Hận cô à? Mà vì sao chồng cháu lại lâm vào vòng lao lý vậy? Có lẽ cháu sẽ kể cho bác nghe, để xin bác một lời khuyên. Được rồi, bác sẽ hết lòng giúp cháu. Quay về kỷ niệm lúc còn học sinh, ta áo trinh nghiêm tô thẫm sân trường. Đời học sinh với nét đoan trinh, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không buồn không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xõa buông dài. Lời yêu đương vẫn gióng bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Tiếng xuân tình ước hẹn ngày mai. Giả bộ làm lơ hả? Ủa, Hoàng đó hả? Thì Hoàng mới kêu Dung chứ còn ai nữa. Xin lỗi nha, tại Dung không có chú ý. Biết mà, Hoàng biết mà. Cỡ tiểu thơ đài cát như Dung thì đâu có thèm chú ý tới thư sinh như Hoàng phải không? Nè, đừng có nói bậy nha. Mà Hoàng kêu Dung chi vậy? Đúng ra thì chuông đã đổ báo tang à, trường. Thì Hoàng về thắng một hơi, nhưng chợt thấy bóng dáng của Dung còn thơ thẩn trước cổng trường, cho nên Hoàng vội vàng quay lại xem có dịp gì để mà giúp đỡ cho người đẹp đó. Dung chẳng có việc để nhờ đâu. Vậy chứ tại sao Dung chưa có chịu về? Dung đang đợi chờ. Chắc là một chàng trai trẻ. Không có chúng đợi chờ là chờ đợi má. Vậy à? Má nói chiều nay cho xe hơi tới trường. Sao giờ này chẳng thấy tâm hơi, chắc là xe đã bị lột dên. Không biết nữa, nhưng má biểu là phải chờ. Thôi, Dung đừng có chờ nữa, mất công lắm. Dung lên xe đi, mình chở Dung về nhà dùm cho. Xe mình chạy nhanh lắm, 70 phân phối lần mà. Với lại, mình mới ra cái yên sao nè, Dung ngồi thử coi êm lắm. Ý thôi, Dung không dám đâu, lỡ má tới không thấy á, má la chết à. Gì cũng má la hết trơn à. Hay là tụi mình qua bên đường ngồi ăn kem nha. Ở bển mình ngồi mình dòm qua đây, khi nào mà thấy má tới đó cái... không, xin lỗi Dung, chừng nào mà má Dung tới thì Dung đi trở lại, có sao đâu. Thôi, không có được đâu, má Dung dặn đứng ở chỗ này thì Dung phải đứng ở chỗ này, chứ không có dám rời qua chỗ khác đâu. Mình nghĩ chắc má Dung không phải khó khăn đâu, mà cái người khó chính là Dung á. Vậy là sao? Vậy là sao hoài à, Dung giả bộ lắm, Dung hiểu hay cố tình không hiểu? Dung không hiểu thiệt mà. Trời ơi, sinh viên đại học mà không hiểu, khó tin quá à. Dung đã nói là Dung không hiểu, Hoàng muốn nghĩ sao thì nghĩ hả? Nếu vậy thì Hoàng sẽ tạm tin là Dung Hoàng không hiểu nha. Để Hoàng giải thích cho Dung nghe nè. Cảm tình đặc biệt có nghĩa là Hoàng muốn mời Dung, thí dụ như là đi uống nước, đi ăn kem, đi bắt phố, đi đăng xin, mà chỉ một mình Dung thôi. Vậy thì có gì đặc biệt đâu, những điều đó Hoàng cũng đã thực hiện với Trâm và với Hồng rồi. Đâu có. Không có hả? Trâm và Hồng đã kể cho Dung nghe hết rồi. Kể hết hả?
chắc mấy cô đó nói giỡn á. Dường như là Hồng tới kìa. Hoàng có muốn hỏi lại Hồng không? Hồng ơi! Không, không, không. Đừng kêu, đừng kêu. Hoàng đang bận chuyện dữ lắm. Hoàng đi nghe, để bữa khác gặp nha. Hoàng giọt nha. À Dung, tan học rồi mà chưa về sao? Dung đang chờ má Dung đến trước. Còn anh, sao cũng về muộn vậy? Ủa, mà xe của anh bị gì mà anh phải dắt bộ? Bữa nay mình xui ghê vậy đó. Sao mà xui? Khi vừa dắt xe ra tới cổng trường toan đạp về nhà, thì mình mới hay rằng bánh trước tẹp lép chẳng còn hơi. Sao anh không dắt lại đằng kia kìa, chỗ sửa xe đạp đó? Tâm đã tới rồi, nhưng ông thợ cũng đã về từ lâu. Bây giờ thì tôi cũng phải đành dẫn bộ tà tà. Nhưng nhà của anh cách trường học khoảng độ bao xa? Nhà tôi ở tuốt trong xóm nhỏ khu chợ Bà Chiểu. Vậy anh dẫn bộ thì cũng mấy tiếng đồng hồ mới tới nơi. Đúng rồi. Dẫn xe đi bộ như vậy mệt lắm. Sao anh không kiếm chỗ khác giá? Dọc đường này nè, chỗ sửa xe đạp cũng nhiều lắm à. Tại quen giá xe chỗ ông thợ đằng kia rồi. Trời ơi, nhưng chiều nay ổng nghỉ thì giá chỗ khác. Thôi, cũng trễ rồi, tôi về trước nghe Dung. Cái người gì mà kỳ cục, giá chỗ này không được thì giá chỗ khác, vậy mà cũng không chịu, thà dắt bộ à. Dung, trời ơi, Dung. Ê, đứng lại, đứng lại. Dung, Dung có sao không Dung? Không có sao. Trời ơi, cái tụi nó chạy xe ẩu ghê nơi vậy đó. Kìa, bàn tay của Dung bị thương rồi kìa. Chỉ thay xác một chút à, không có sao đâu. Anh Tâm, nhờ anh đỡ giùm Dung đứng dậy đi. Vâng, Dung xem coi cái đầu có bị thương không. Cũng may là Dung không bị đập đầu xuống đất, nên chỉ giật mình choáng váng thôi à. Vết thương ở bàn tay của Dung rỉ máu kìa, để tôi lấy khăn buộc lại cho nha. Cảm ơn anh. Tôi chỉ tiếc là không có cách nào chẳng bắt mấy cái tên côn đồ kia lại á. Cũng may Dung không bị thương, chỉ bị xe quẹt bật té thôi. Bây giờ anh Tâm cứ về đi. Thôi, để tôi ở lại với Dung, đợi người nhà Dung tới rước rồi tôi về. Dung đã nói là không có sao mà, anh cứ về đi. Không, tôi không thể để Dung ở lại đây. Rủi có bề gì không ai biết ai hay. Một mình Dung biết xoay sở ra làm mẹ sao, mà cổng trường cũng khép từ lâu. Là bạn học với nhau tôi không yên tâm được. Tôi sẽ đợi đến khi Dung gặp người nhà, tôi mới yên dạ ra về. Dung đã nghe các bạn thường khen, anh Tâm sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù là hay quen. Đến hôm nay Dung mới được tận tình. Đó chỉ là thiện ý của bạn bè. Chớ khi gặp người đang lâm tai nạn, ai lòng nào ngoảnh mặt mà đi. Nhưng Dung không bị điều gì nguy hiểm cả. Vết thương ở bàn tay cũng hết rỉ máu rồi. Anh Tâm cứ về đi, nhà anh còn xa lắm mà. Dù xa cách mấy tôi cũng không ngại. Tôi phải chờ người nhà Dung tới tôi mới về. Ban nãy Dung định hỏi anh một câu mà không kịp. Dung định hỏi gì? Thì sao anh không chịu giá xe chỗ khác vậy? Tôi đã nói với Dung rồi. Tôi lý do đó không có thể tin được đâu. Thú thiệt với Dung là bữa nay tôi quên đem tiền theo nên không giá xe ở chỗ lạ được. Anh Tâm mà, anh đã giúp Dung thì anh cho Dung giúp lại anh nha. Dung à, không, tôi... Anh cầm tiền này để giá xe đi, chứ đường về nhà anh xa, mà dắt bộ thì lâu lắm mới tới à. Dung, tôi cảm ơn, nhưng mà... Anh đã nói, khi gặp người đang khó khăn, không ai nỡ làm ngơ mà. Huống gì Dung và anh lại là bạn bè chung lớp, anh mà không nhận thì Dung buồn lắm đó. Tôi cảm ơn Dung. Kìa, má Dung đến rồi. Người bước xuống xe là má Dung đó. Ủa, mà còn ai nữa vậy kìa? Dung, con chờ má có lâu không con? Dạ, chào bác. Đây là anh Tâm, bạn học cùng lớp với con. Dung à, má rước con trễ á, là vì má phải ra sân bay để đón cậu Khanh đây nè. Xin chào Dung. Chào anh. Con à, cậu Khanh đây là con của ông bà thương gia Đại Phát, rất thân thiết với gia đình mình, hiện đang sống an nhàn ở Hawaii. Cậu Khanh đây là trưởng nam của ông bà.
dù cách xa nhưng hai gia đình luôn thân mật, trao đổi thường xuyên hình ảnh và thư từ. Vì thế nên chưa gặp Dung một lần nào, tôi cũng ít ngỡ ngàng khi hội ngộ cùng nhau. Vừa ra khỏi sân bay là cậu Khanh cứ nằm nắp à, bắt má phải đưa đến đây gặp mặt con liền. Chưa biết chưa quen sao muốn gặp con liền, chẳng lẽ hai bác chưa cho Dung biết gì hay sao? Chuyện đó hai bác chưa nói, để từ từ rồi nói cũng đâu có muộn. Thôi lên xe đi con, về nhà cho cậu Khanh nghỉ ngơi cho đã nè. Thôi Dung về nghe anh Tâm. Dung về. Dạ chào bác. Dung, má nói nè, từ đây về sau má không muốn con đứng nói chuyện riêng với ai bất cứ thằng nào nghe chưa? Bạn học của con mà. Bạn học cũng vậy thôi, con phải nghe lời má. Ủa, tay con sao vậy? Con bị té nên chày chút xíu à. Trời đất ơi, chày có chút xíu mà buộc chi miếng vải mất vệ sinh vậy nè. Kìa má. Đưa đây má, lột quăng đi cho rồi, chứ không khéo rồi nó làm nhiễm trùng tay con à. Thôi về đi, chú Tư tài xế cho nổ máy đi. Người ta đã chê mất vệ sinh rồi, anh còn lượng lại chi nữa. Bích, Bích về sao? Nếu về á thì làm sao? Tôi thấy được hành động anh hùng của anh vừa diễn ra ban nãy trông thật là trữ tình à, như cine và biểu thuyết. Bích, Bích nói gì lạ vậy? Thì là đối với tôi, anh lạnh lùng xa cách, anh thẳng thắn khước từ à. Những chân tình tôi đem đến. Bếp, tôi không hiểu gì hết. Là gì? Anh phải đuổi theo một bóng dáng sang giàu. Bích à, nãy giờ Bích nói gì tôi chẳng hiểu đầu đuôi, sao lại nặng lời trách móc tôi? Thôi, anh đừng đeo thêm gương mặt phù cờ, anh là cáo già, cứ giả hai tơ à. Tôi mà là cáo già sao? Đúng, anh là một con cáo già, một con cáo thành tinh. Không, không phải vậy đâu Bích à. Phải. Thì phải đó, nhưng tôi có là cáo già thành tinh thì cũng đâu có liên quan đến Bích đâu. Có liên quan chứ sao không? Liên quan gì? Mà thôi, nói ra làm chi, cứ mình thêm tuổi à. Sao vậy? Còn gì giờ đây tôi nói ra làm chi? Mong tình để trong tim cho chết theo ngày tháng. Từ lúc biết ai rồi thầm mơ câu xuân vầy, ai nỡ vô tình sao? Giờ thì người ơi xin hãy cố quên mộng mơ, vì lòng tôi chưa vương vấn câu tình ta. Và mãi mãi sau này mình nên xem nhau là bạn bè mà thôi. Tôi biết anh nhìn cao lắm, anh đâu có thèm để ý đến tôi, vì trước mắt anh tôi chỉ là một cánh hoa hèn nhỏ mọn, không rực rỡ sắc màu, không duyên dáng yêu kiều như một đóa hồng nhung. Bích đừng nghĩ vui vơ, lòng nghề tôi vẫn trăng ngay trong như trang giấy học trò, chưa dương chữ yêu đương. Lúc này tôi chỉ biết mãi miết với sách đèn cho vui giả mẹ hiền, đang làm lũ sớm hôm nghĩ đến phận làm con chưa bao hiếu. Ngày nào tôi đâu dám mơ màng tớ tưởng chuyện riêng tư. Vậy là anh không có để ý tới người ta hả? Tôi không để ý tới ai hết đó, ai tôi cũng xem như là bạn vậy đó. Vậy thì Bích xin lỗi anh nha. Bích có lỗi gì đâu. Thôi tôi về cái mẹ tôi đợi.
nhà của Bích gần trường, hay là anh lấy xe của Bích về đi nha. À, thôi thôi, tôi ngại lắm. Thì xe của Bích cũng là xe đạp chứ có phải là xe cúp hay là xe hơi gì đâu mà anh ngại. Anh cứ để xe của anh lại đi, Bích sẽ dẫn đi giá giùm cho, rồi ngày mai mình đổi lại. Thôi Bích à, phiền cho Bích quá. Có cái gì đâu mà phiền. Nè, giữ lấy xe của Bích đi. Để Bích dẫn xe anh đi giá ha. Gần nhà Bích có chỗ giá xe kỹ lắm. Thôi Bích về trước nha. Bích à, Bích đi đi mà, cô chừng về trễ rồi cái mẹ đánh. Mẹ của anh trách. Kìa Bích à, Bích ơi. Thiệt là không thể hiểu nổi con gái mà. Tâm à. Dạ. Má thấy cái chuyện con đi làm thêm cũng không cần thiết lắm đâu con. Sao vậy má? Con cứ để thời gian tập trung vào việc học. Năm nay cũng là năm cuối rồi đó con. Má đừng lo, con sắp xếp được thời gian mà. Với lại lúc này cũng phải tốn nhiều tiền để mua sách vở tài liệu, nên má cứ để con đi làm thêm để phụ với má chứ. Ở đó công việc cũng nhẹ nhàng lắm má ơi, chỉ làm từ 8 giờ tối tới 11 giờ rưỡi thôi à. Nhưng như vậy thì con phải thức khuya để học bài, mất sức lắm con. Dạ, con chỉ giúp việc buổi tối thôi, mà mỗi tháng họ trả cho con 200 ngàn đó má. Vậy thì con cũng có thêm tiền để mua sách vở và sắm thêm quần áo. À, mà ở nhà hàng con làm có bia ôm không vậy? Dạ đâu có má. Vậy thì được, chứ tao sợ mày thấy người ta ôm riết rồi mày cũng bắt chước mày ôm luôn là chết à. Má đừng có lo, khi đi xin việc làm thêm con đã dò kỹ rồi má à. Ráng nha con, ở đời mà đâu đâu cũng có cám dỗ, hãy mình yếu lòng là xa chân liền à. Dạ con biết. Thôi bây giờ má đi bán kẻo trễ. Má à, má còn yếu mà má. Ôi lớn tuổi rồi thì trái gió trở trời mệt mỏi là thường. À má ơi, hôm trước đi khám bác sĩ đó, bác sĩ nói má có hiện tượng nhồi máu cơ tim, tránh làm việc quá sức đó. Tim của bà già thì đâu có bằng tim thanh niên được con. Má khỏe rồi, tim má còn hoạt động cho tới ngày con có sự nghiệp lận mà. Thôi má đi à. Dạ. Anh Tâm ơi, anh Tâm à. Ủa Dung, mời Dung vào nhà. Sao Dung biết nhà tôi ở đây vậy? Dung hỏi anh lớp trưởng, ảnh cho Dung địa chỉ, cho nên Dung mới biết mà tìm tới đó. Dung ngồi chơi, để tôi chạy ra mua nước ngọt về uống nha. Thôi khỏi anh Tâm, Dung uống rồi. Dung, Dung tìm tôi có chi vậy? Anh Tâm à, Dung tìm đến anh là để xin lỗi anh về câu chuyện đáng tiếc ngày hôm qua, cũng do bởi mẹ chưa hiểu rành đầu đuôi nên thốt ra lời nói vô tình. Nhìn chiếc khăn rơi Dung ái náy vô cùng, suốt cả đêm Dung cứ nằm trằn trọc, giấc ngủ không về lòng mãi xót xa. Nên hôm nay phải tìm anh cho được, mong anh vui lòng tha lỗi cho Dung. Chuyện hôm qua nào đang kể chi, chiếc khăn rơi tuy có buồn đôi chút, nhưng không làm tình bạn cách ngăn. Tôi biết Dung không mang lòng khinh thị với bạn nghèo, dù nhà Dung sang trọng nên không giận Dung chớ ngại. Chỉ một lời cũng đủ làm cho Dung thêm kính trọng tâm lòng của anh. Mẹ tôi thường hay dặn tôi rằng hờn giận chớ nên trói buộc vào mình. Dung cảm ơn anh nhiều lắm. À, anh ở nhà một mình, còn hai bác đâu rồi? Má tôi đi bán ngoài chợ rồi, còn ba tôi bị tai nạn nên đã mất từ lâu. Vậy ra người trong tấm ảnh trên bàn thờ là ba anh à? Vâng. Anh giống ba anh quá. Gia cảnh khó khăn như vậy mà anh vẫn học giỏi, thật Dung phục anh vô cùng đó. Dù khó khăn nhưng tôi phải cố gắng để cho mẹ tôi vui. Anh Tâm à, anh Tâm à, Dung có chuyện gì mà Dung ấp úng vậy? À, Dung muốn... Dung cứ nói đi. Chiếc khăn của anh buộc chiếc khăn cho Dung chắc cũng dây bẩn, Dung muốn gửi lại cho anh một chiếc khăn khác, mong anh nhận. Thôi khỏi Dung à. Dung mong anh nhận thì Dung mới hết băn khoăn được. Nhưng mà anh Tâm không nhận là đúng. Kìa Bích cũng biết nhà anh Tâm nữa à? Biết chứ. Và đã biết từ lâu lắm rồi, vì chúng tôi cùng hoàn cảnh như nhau nên rất dễ cảm thông. Nhà anh Tâm tôi đã tới nhiều lần để chia sẻ những gì anh lo lắng, chứ không phải chỉ bằng tiếng nói trên môi. Bích à, đừng nói thiệt không nên. Dung là người không phân biệt hèn sang, Dung chân thành chia sẻ nỗi khó khăn. Đi giàu sang á,
chọn cho mình những kiểu cách nhân từ bác thái bao là. Bích đang hiểu lầm Dung rồi đó. Dung hy vọng một ngày nào đó Bích sẽ hiểu Dung hơn. Anh Tâm mà, anh nhận chiếc khăn cho Dung yên tâm về chứ. Anh Tâm đừng có giận anh Tâm. Con gái mà đi tặng khăn tay cho con trai mà không biết bắt cỡ sao? Bích nói gì lạ vậy? Lạ à? Tôi muốn nói là khi chiếc khăn tay được trao gửi về ai là tín hiệu đưa tin mình đã phải lòng ai. Trao khăn là trao cả tình yêu. Không, tôi không hề có ý như vậy đâu. Khăn chỉ là lời xin lỗi, cần sự thông cảm của bạn bè. Sao không trao bút máy hay là cái một cái vật gì á mà lại là một chiếc khăn tay? Nó chỉ là một vật vô tri, ý nghĩa chỉ do lòng người áp đặt. Xin Bích đừng suy nghĩ vu vơ. Sao không thấy không nhìn, chớ biết thì đâu dễ làm tin. Bích à, chúng mình đều là bạn học với nhau cả mà. Bích đừng có nghĩ ngợi lên lung tung như vậy. Dùng sức vô tư chứ không có. Đúng rồi, người ta vô tư, người ta trong sáng lắm. Chỉ có tôi nè, tôi suy nghĩ lung tung, đầu óc tôi vẫn giờ đen tối thôi à. Bích à, tôi đâu có nói như vậy. Thôi, tôi về, để cho anh không còn bị quấy rầy nữa. Bích à. Nè, hai quyển sách anh đang cần tôi để trên bàn đó. Thôi, tôi về. Không, Bích ơi. Chào. Bích à. Rồi, lại giận hờn nữa rồi. Thật là đáng tiếc, Dung xin lỗi. Dung đâu có lỗi gì đâu. Anh Tâm à, bộ Bích thường đến nhà anh lắm hả? Bích là người bạn tốt, cô ấy biết tôi khó khăn nên hay giúp đỡ lắm, nhất là hay cho mượn sách tài liệu vì tôi không đủ tiền mua. Bích đã có lòng với anh như vậy, lẽ ra Dung không nên làm Bích buồn. Dung xin nhận lại chiếc khăn. Không, Dung với Bích đều là bạn, Tâm rất quý bạn, không bao giờ muốn để cho ai buồn cả. Dung đã có công tìm đến nhà Tâm, Tâm không nhận là Tâm có lỗi. Nhưng anh không sợ ý nghĩa mà người ta gán ép sao? Không, Tâm không sợ đâu. Cảm ơn anh. Nào có ai hay từ ngày trao khăn ấy đến ngày luôn vương hình ai cứ quyện vào trang sách hồn như lạc vào cõi mộng du dơ. Lắm phong trần tay trắng tay, làm sao mong ước truyền ban đầu. Nhiều lúc mơ màng trong giấc ngủ, thấy ai tay cầm tay tàn đêm, lại thấy xa mịt mùng. Dung làm gì mà có vẻ trầm tư dữ vậy? Dung đang ôn bài chứ có suy nghĩ gì đâu. Ủa, hôm nay anh không đi chơi nữa sao? Đi chơi à? Thôi, buồn lắm. Thật lâu anh mới thăm quê hương một lần, đúng ra phải vui chứ sao lại buồn. Mấy hôm đầu thì cũng vui, nhưng tới bây giờ thì... Thì sao? Dung thì hay tránh mặt, mà đi chơi với hai bác thì già trẻ, anh thấy không hợp. Ý anh muốn nói là đi chơi với ba má Dung, anh chán lắm phải không? Được rồi, để Dung mép lại coi. Ê chết, Dung! Đó là lời thật, tôi muốn tâm sự với Dung thôi. Đừng kể lại hai bác buồn. À, Dung nè, Dung cho tôi hỏi điều này nghe. Hai bác có nói cho Dung nghe chuyện gì chưa? Dạ, chuyện gì? Chuyện của tôi đó. À, có. Hai bác nói sao hả Dung? Ba má Dung nói anh là con trai của ba má anh. Mà ba má anh á là thương gia rất giàu có ở Hawaii. Ba má anh lại là bạn rất thân của ba má Dung. Rồi sao nữa? Hết rồi hả? Ủa, chẳng lẽ có nhiêu đó thôi sao? Sao kỳ vậy cả? Chứ còn gì nữa?
còn chiếc, còn một lời mà hai nhà đã hứa sẽ kết thông gia vào cuối năm này, trước khi mùa xuân sang. Nhưng giữa hai nhà ai sẽ là cô dâu chú rể? Thì cô dâu là em, còn chú rể chính là anh đây. Hả? Anh định cưới Dung à? Phải, anh sẽ cưới Dung. Dung có bằng lòng không? Thế nào? Nhưng em vẫn còn nhỏ lắm anh ơi. Em như đóa hoa đã ngả ngào sánh hương, em chưa muốn kết hôn gì, còn phải lo trao dồi đèn sách. Dung mà, em đã theo anh rồi, cần gì lo học vấn tương lai. Đời của em sẽ như một nữ hoàng, anh sẽ phủ lên người em toàn đắm. Có nghĩa là em chưa muốn? Phải, em còn muốn học, và nhất là em không muốn xa mảnh đất này. Không muốn xa mảnh đất này cũng đồng nghĩa với Dung không muốn lấy anh làm chồng, phải không Dung? Em Dung ơi, em có hiểu cho nỗi lòng của người bên kia biển rồng. Dõi mắt trông ra đại dương xanh thẳm, nhờ bóng chim câu gợi găm tâm tình. Cho một người nơi cuối bể chân trời, dù người đó chưa một lần gặp gỡ, nhưng lòng này đã quá đổi thân thương. Tim đã lưu rồi, ánh mắt ngây thơ đã ngớt đã ngây bởi mái tóc dài. Náo nức từng ngày mong gặp mặt ai, để nói để nghe và tiếng ân tình nơi muôn trùng. Những trái tim vẫn gửi trao cho người, nay đã bên nhau rồi em xa lạ mà chi. Xin đi lòng anh tiếc tha, những trái tim dung còn chưa lĩnh đưa duyên tình, xin anh đừng hoài công. Trời ơi, vậy là bao hình ảnh tuyệt vời, tôi theo dệt trên chuyến bay dài âm thầm đã tan thành sương khói. Mong gặp được người để rồi khi gặp người lạnh lùng xa cách, như vậy có phải tàn nhẫn lắm không Dung? Chẳng lẽ anh muốn Dung buông lời nói dối, thì lòng Dung không xin sao chuyện duyên nợ bất ngờ. Tôi xin người cứ gian dối, khi tôi hỏi người có yêu tôi, mai ra còn một chút tin thôi. Khi cơn mưa mùa đông đang tới, tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người, người đừng lìa xa tôi. Để tim phải dở dàng tiếng kêu sầu, không yêu dù gặp gỡ, thương tình mãi mãi vẫn xa xôi. Vậy mà tôi cứ tưởng mình sẽ là một quân
dương, chỉ cần nhẹ bước đến đây là đã có giai nhân chờ đón. Nào ngờ chỉ có gió đông buốt lạnh và một bức tường xa lạ giá băng. Dung xin lỗi anh, nếu như ba má Dung đã đồng ý gả, nhưng thú thật rằng đối với anh, Dung không có một ý niệm nào về tình cảm. Anh tin rằng mình sẽ đem lại được hạnh phúc cho Dung. Hạnh phúc là do ở lòng mình muốn. Nếu như anh nói hai gia đình đã sắp đặt rồi, Dung không có ý định từ hôn chứ? Nếu không cùng anh nên nghĩa vợ chồng mà gọi đó là từ hôn thì Dung cũng thật lòng xin lỗi. Dung. Trời ơi Dung, con nói gì kỳ cục vậy? Má, ông Tam, ông Tam. Trời ơi, ông ra đây ông nghe đây nè. Nghe con Dung nó nói cái điều, mà cãi cha cãi mẹ đây nè. Ra đây. Cái gì vậy? Trời ơi, chuyện gì la làng vậy? Tôi nói mình là người quý phái chứ không phải hạng bình dân đâu mà hễ mũi chút mọi ông ông ta làng cái sớm nghe. Ông phải biết bình tĩnh trong tất cả mọi trường hợp, thấy không? Bà hiểu chưa? Nhưng mà trường hợp này thì tôi không thể nào tôi bình tĩnh được, không biết chưa? Mà nó nói cái gì? Thằng ơi, thì nó làm cho con Khánh buồn chứ chị gì? Tại sao buồn? Trời ơi, nó nói là nó muốn từ hôn. Dù rằng ông đã hứa với lại ba má con Khánh rồi, nó cũng từ hôn, được không? Má, con cũng muốn đi học mà. Anh sẽ tạo điều kiện cho em được đi học, nhưng không phải là học ở đây, mà là học ở nước ngoài đây mà. Có người chồng gắt la, ủa cái gì? Gà lăn vậy đó. Con mày con không bằng lòng nữa. Má, con xin ba má cho con suy nghĩ lại. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ cái con khỉ khô. Mày phải nghe, chứ khỏi phải suy nghĩ. Hay nghĩ gì, vì chẳng có thời gian. Cậu Khanh về đây để mà lo chuyện cưới vợ rồi còn lo thủ tục. Hôn lễ xong rồi, mấy tháng sau rước đi liền. Con không muốn buộc ràng Dung khi Dung chẳng yêu con. Vậy ngày mai xin hai bác cho con được trở lại thưa cùng cha mẹ, kể như một chuyến về mang theo kỷ niệm buồn. Khoan đã cháu. Khoan, để đó bác sắp xếp cho. Nó là con mà, nó phải nghe lời bác chứ. Hai bác đặt đâu là nó phải ngồi đó, không có được cãi. Sớm muộn gì thì hôn lễ phải tiến hành. Cháu yên tâm đi, bác đã hứa thì trời sập cũng không thay đổi mà. Nó thiệt chứ cháu vậy đó. Đi đi mày. Im. Giờ bọn Phách ngồi chờ tao với má mày giải. Nhanh đi, mau. Đây. Ê Tam, làm cái gì mà mày ngồi lông khôn lượm lá khô giống khùng vậy mày? Tôi đang tìm cái viết quái đánh rơi đâu đây nè. Xạo mày, cái viết mày dắt trong túi mà đánh rơi rồi nào. Giờ mặt mày y như những kẻ thất tình. Tôi có tình với ai đâu mà thất. Thôi đừng xạo mày, tao nghe đồn là những lúc gần đây mày để ý tới Dung, hai người hay nước mắt đưa tình. Chắc mày chưa biết là đã từ lâu tao rất mến yêu. Tao muốn nàng là người tình trong mộng. Mày phải biết điều, nếu cứ sắp tới thì đừng mong tao để cho mày yên thân nha mày. Tôi với Dung chỉ xem nhau là bạn, trai gái gần nhau sẽ tới tình yêu. Lần cuối cùng tao muốn từ nay mày với Dung phải tách rời khỏi nhau. Không đi bên cạnh, không ngồi bên cạnh, không nói chuyện nhỏ to, nhất là không được nhìn nhau rồi cười e lệ. Nhưng anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Quyền gì hả? Quyền là người yêu của Dung được không? Nhưng Dung có yêu anh đâu. Dung không yêu thì tao mà yêu một mình. Tao yêu đơn phương. Mà kẻ yêu đơn phương thì rất nổi khùng lắm mày, dễ khùng lắm à. Khi thấy người mình yêu tỏ ra là thân mật với người khác, thấy không? Mày có biết là tao đã gửi cho nàng hàng chục lá thư tình rồi mà tao chờ hoài chưa thấy bức thơ nào hồi âm á. Như vậy là người ta đã không muốn đáp lại tình anh rồi. Bởi anh còn đeo đuổi làm chi nữa? Bởi vậy tao mới tự ái chứ. Cái sự đời nó vậy đó. Thường thường là cái cuộc chinh phục càng khó khăn thì người ta lại càng hăm hở, càng si càng lậm. Hà là nàng trả lời thẳng với tao là không yêu tao đi. Chứ nàng cứ nói em còn nhỏ lắm, chả biết yêu là gì đâu. Trời ơi, em còn nhỏ lắm. Thấy không? Cho nên lòng tao chứ càng hy vọng hoài. Mà càng hy vọng là tao cứ mỗi lần gặp nàng ngồi rù rì với mày á là tao quê. Mà tao quê à, tao dễ muốn đánh lộn lắm. Cái tính tao vậy á. Mà nãy giờ là tao quên hỏi mày nữa. Mấy bữa nay sao tao không thấy Dung đi học? Tôi cũng không có biết nữa. Có khi nào Dung bị bệnh không? Mày không biết sao tao biết? Cái này hỏi kỳ quá. Ê, dường như Dung tới kìa. Thấy không? Đúng rồi. Ủa, sao bữa nay Dung đi trễ quá vậy kìa? Mà sao cái mặt lại buồn quá vậy? Dung, Dung ơi, Dung. Mấy bữa nay mong Dung thấy mồ á. Dung bị gì mà Dung nghỉ học vậy? Dung bị bệnh. Đó, thấy chưa? Tôi biết là Dung bị bệnh liền à. Anh Hoàng à,
Dung nhờ anh chuyện này nha. Dữ ác không? Lâu lắm mới được Dung nhờ đó. Dung nhờ chuyện gì tôi cũng sẵn sàng hết trơn. Dù chết tôi cũng chịu nữa. Anh gửi trả dùm quyển sách này cho Hồng và cây viết cho Trang. Hôm trước Dung mượn mà chưa trả. Xong ngay, còn gì nữa không? Còn những bức thơ của anh gửi cho Dung nữa nè. Anh nhận lại dùm Dung nha. Hả? Dung trả lại cho tôi à? Có nghĩa là Dung từ chối. Anh thông cảm cho Dung, nhưng không nghĩ gì hết. Không, thư tôi đã gửi đi rồi, tôi không bao giờ nhận lại đâu. Nếu Dung không giữ thì... Dung sẽ đi, thơ tình tôi đã viết. Dung sẽ đi, thơ tình tôi đã trao. Dung sẽ đi, Dung sẽ đi, một đoàn tình buồn. Dung xóa đi một đường đời Hoàng đã trao lỡ cho Dung. Dung sẽ đi, nhưng lời Dung đã chán. Dung sẽ đi, nhưng gì Dung đã quên. Dung sẽ đi, xô ngã đi tòa lâu vàng, xóa nát tôi loài già đàn, tình tôi ngón đau Dung. Dung sẽ đi, Dung sẽ đi, sẽ nát đi, Dung sẽ đi, Dung sẽ nát đi, Dung sẽ đi. Anh Quang! Bộ mấy hôm nay Dung bị bệnh hả? Dung cũng có bệnh, nhưng đó không phải là lý do Dung không đến lớp. Anh Tâm, ba má Dung bắt Dung. Tôi xin lỗi nếu như có điều gì tốt ra không phải lẽ, nhưng làm thẫn con gái mà được như Dung, bước lên xe qua kêu xa lòng lầy. Thì dẫu có theo ai xuôi về bến lạ, cũng thênh thang lối mộng hơn. Trường hai buổi mơ ước thật bình thường trong áo trắng sinh viên, nhưng thời gian đâu kéo dài như thế mãi. Áo trắng học trò rồi phải xếp góc lãng quên. Dung sẽ có chồng sẽ đầy ắp bi lo toan, sao cánh cửa riêng tư kỷ niệm cũng phai mờ. Chồng, nhất là với người mà mình không yêu mến, anh có hiểu không? Dù không muốn, Dung cũng không thể nào cưỡng lại được. Đúng, có lẽ do định mệnh, định mệnh đã cho Dung sung sướng vô tư thời thơ ấu, để rồi xô Dung vào đau khổ lúc trưởng thành. Nếu Dung không biết mơ biết mộng, thì hôn nhân kia đâu ngang trái đau sầu. Chỉ có kẻ mộng mơ mới nát dạ tan lòng. Sao anh biết Dung vô tư không mơ mộng? Hay anh cho rằng Dung không có một con tim? Dung ơi, nếu như Dung đã có một hình bóng để ước mơ, sao lại cúi mặt âm thầm cam chịu? Hạnh phúc phải do chính mình nắm giữ, đừng bỏ mặc đời mình cho số phận đẩy đưa. Anh nói hay lắm, nhưng mà anh không hiểu gì hết. Dung nói vậy là sao? Mà thôi, đó là chuyện riêng của Dung. Hôm nay Dung tới đây là để gửi lại những vật mà Dung đã mượn của bạn bè, cũng để thăm lại mái trường lần cuối. Bây giờ thì Dung về. Chào anh. Nhưng Dung phải cho tôi biết, Dung nói tôi không hiểu điều gì. Đúng như tôi nghĩ, anh không hiểu gì hết. Anh không hiểu gì hết. Kìa, Dung à, Dung. Dung, em ăn đi em. Cố ăn một chút đi mà. Nhà hàng này nổi tiếng với các món ăn này đó. Dung, ăn đi con. Nãy giờ con cứ để cho cậu Khanh năn nỉ con hoài vậy. Nè, có nghe không? Hả? Dạ, hai bác cứ để Dung tự nhiên. Có lẽ Dung hơi mệt. Em mệt lắm phải không Dung? Trời ơi, tôi thấy tội nghiệp thằng Khanh quá. Nãy giờ nó ráng sức năn nỉ chiều chuộng mà con nhỏ cứ câm như hết vậy. Giờ cái mặt lầm lì của nó thấy hết vui. Đi ăn nhà hàng mà giống như đi ăn đám ma, nó cũng nổi à. Dung, em muốn gì thì cứ nói, đừng im lặng mãi như vậy. Anh buồn lắm Dung à. Tôi muốn về. Cái gì? Trời đất ơi, con ơi, con ăn nói gì kỳ cục vậy con? Ông có nghe nó nói gì không? Trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi đó. Đừng có ồn ào,
mình là người quý phái mà, nhất là chỗ này đâu phải chợ chồng hổm mà bà la lớn vậy. Để tôi. Dung, con có biết con nói câu đó là làm phiền lòng cho ba má cho cậu Khanh không? Tao nhắc lại không, tao nhắc lại là thôi để tôi nhắc đây nè. Tôi nói là tao không muốn thấy mặt của con lúc nào cũng u ê. Đây là buổi đi chơi với ngã ý của Khanh, mình là người lịch sự văn minh, đừng phụ lòng kẻo mất tiếng thơm. Con à, con đừng có quá đáng nè, làm cho xấu hổ cả gia đình nè. Vì dù chưa hôn lễ nhưng mà cậu Khanh cũng sẽ là chồng mà, muốn sau này chồng quý chồng cưng phải dịu dàng duyên dáng xinh tươi, chứ đâu có mặt mày ủ dột không nói không cười, chỉ biết làm tin như thể là mất giấy tờ. Điều này thì sớm muộn mày cũng khổ. Gì vậy? Măng nói gì mà xui xẻo vậy nè. Chứ còn gì nữa, không có người chồng nào chịu đựng cái mặt hãm tài hoài vậy đâu. Mà để tới nước chồng chán là phải khổ chứ sao nữa. Dạ thưa hai bác, cháu nghĩ chắc Dung mệt thật, hay là mình về cho Dung nghỉ đi hả bác? Đâu có được, đâu thể chịu nó vô lý vậy được. Cháu cứ ngồi chơi với nó, còn nó thì phải nghe lời bác. Dung, con lớn rồi, đừng để cho ba má phải dạy con những điều sơ đẳng nữa nha. Bây giờ hai bác về trước có công chuyện nè, các con ở lại nói chuyện với nhau nha. Công chuyện gì vậy ông? Trời ơi, thì còn công chuyện gì ngoài việc rút lui nhường chỗ cho bọn trẻ? Tôi hiểu rồi, hiểu trời rồi, hiểu càng rồi. Càng ngày tôi càng phát hiện bà thiếu căn bản quá. Vậy các con cứ tự nhiên nha, chừng nào muốn về thì về. Hai bác đi công chuyện chút được không? Trời ơi, rút lẹ lằng nhằng, rút lẹ. Đi, tôi đi liền nè. Ông sao khó tính quá. Cặp tay, Dung à, để em cho em xem vật này nghe. Anh chắc rằng em sẽ thích. Vật gì? Đây, chiếc nhẫn cưới dành cho em. Chiếc nhẫn này anh đặt mua nó từ bên kia đem về cho em đó. Em đeo thử nè. Thôi, để đến khi hôn lễ cũng không muộn mà. Kìa Dung, sao tự nhiên em khóc vậy? Xin anh để cho tôi yêu một chút đi. Dung. Dạ thưa ông chủ, tôi xin lỗi là hôm nay tôi đi làm trễ, vì còn phải đưa mẹ tôi đi khám bệnh nữa. Được rồi, nhưng cố gắng đừng có đi trễ nữa nha. Dạ, tôi sẽ cố gắng hơn. Thôi, anh đi làm việc đi. Dạ, cảm ơn ông chủ. Ê, Bôi, tính tiền đi. Dạ, có ngay, dạ có ngay. Dạ đây, phiếu tính tiền của ông đây ạ. Dạ. Dạ, tất cả là 430.000. Đây, số tiền còn dư tôi bo cho anh luôn đó. Dạ, cảm ơn ông. Về em. Anh về trước đi, tôi muốn về sau một mình. Anh phải chở em về chứ. Tôi muốn đi bộ. Thôi được, anh sẽ cùng đi bộ với em. Anh Khanh à, tôi xin anh, anh cho tôi được đi một mình lần này thôi. Được rồi, em về sau nhé. Nhớ cẩn thận nha cưng. Anh Tâm. Dung chưa về à? Dung muốn gặp anh. Để làm gì? Anh cũng đi làm thế này à. Nghèo thì phải đi làm thêm mới lo đủ ăn, đủ học chứ Dung. Dung bất ngờ quá. Có gì bất ngờ đâu. Vì khi đã trót sinh ra, dưới mái nhà nghèo tung thế cô, thì phải khom lưng cúi mặt với người ta. Họ thì ngồi chém chệ trên cao, mình phải căng răng dân dạ cúi đầu. Lời của anh sao đầy cay đắng, chắc anh muốn chết Dung. Không, tôi chỉ nói chuyện đời. Đã bao ngày xa cách, Dung rời bỏ trường đi. Còn nhớ đến ai không? Nhớ làm chi khi chẳng ai hiểu lòng mình. Nếu như giờ đây tôi bảo rằng đã hiểu, thì chân Dung có quay trở lại hay vẫn rời xa không tiếc thương gì? Rồi
Dung cũng... Anh Tâm, anh nói đi. Dung, tôi... Nói đi anh. Tôi... anh yêu em. Anh Tâm, em... Em cũng yêu anh lắm. Dung... Anh Tâm... Thì ra sao lớp vỏ lạnh lùng đối với tôi? Cô âm thầm che đậy một ngọn lửa tình yêu dành cho kẻ thứ ba. Cô bước qua cuộc hôn nhân do hai nhà xếp đặt, không một chút băn khoăn chỉ vì tôi dạy tu. Tôi chưa hề lọc lừa hay phản bội tình anh, và cũng chưa bao giờ tôi mở lời yêu anh. Tôi đã lớn khôn, tình yêu tôi đưa quyền lựa chọn. Được rồi, để tôi xem cha mẹ cô trả lời ra sao. Tôi đã cho cô quá nhiều việc may rồi. Bây giờ cô đừng hòng, tôi sẽ không mang ý định cưới cô nữa đâu. Cảm ơn anh, chắc chắn điều đó sẽ không làm tôi đau khổ. Nhưng chính ba má cô là người đau khổ, và họ sẽ trút nỗi đau khổ đó lên cuộc đời của cô. Cô hiểu ba má cô rõ hơn tôi mà. Rồi cô sẽ thấy, cô sẽ thấy tôi nói đúng hay không. Vĩnh biệt, vĩnh biệt cô. Dung, Dung à, anh thấy lo sợ cho em quá. Anh đừng lo, hôm con không nỡ ăn thịt con mà. Em tin rằng rồi đây ba má em sẽ chấp nhận cho tình yêu của chúng ta. Anh cũng mong như vậy, vì làm sao anh sống thiếu em cho được. Anh Tâm. Dung. Khốn nạn, tại sao mày dám cãi lời? Mày để cho gia đình mất mặt với ông bà đại phát hả? Ba, con xin ba má tha tội. Gì? Con không thể yêu Khanh. Nữa nữa nữa, giọng nữa nữa, lại nhảy hoài, lại nhảy mấy tiếng. Không để hiểu nghe được, để hiểu nghe. Để cho mày yêu ai, còn ai hơn được nó nữa hả? Ba, ba ơi, có thể người ta không hơn Khanh ở giang hào quá phong nhà, hay không thể sánh bằng sự giàu sang danh vọng của nhà Khanh, nhưng họ hơn Khanh ở trái tim luôn thật thà chân chất, không quá trọng kiên mà tiền không phán bội ân, tình trọn hiếu với mẹ cha, dầu bao táp mưa xa vẫn quyết chí vượt qua, không than gian cũng chẳng sờn lòng, hạnh phúc là do ở đôi tay đi bên người mới vượt tương lai. Chắc mày đọc sách nhiều quá nên mới bị nhiễm những mối tình tay trắng đó chứ gì. Tự lập là con đường của những đứa nghèo, còn nhà người ta có sẵn của cho mình mà từ chối đi tự lập là ngu. Trời ơi, bây giờ lời lẽ nào mà tao nói chuyện với ông bà đại phát đây mày? À, nghe tao hỏi nè, mày nói có người hơn thằng Khanh phải không? Vậy thằng đó là thằng nào hả? Dạ. Có phải mày yêu thằng đó nên mày mới từ chối thằng Khanh phải không? Dạ. Nói đi, đừng có dạ hoài. Dù sao chuyện thằng Khanh cũng đã dở lỡ rồi. Nếu như tao thấy thằng đó tốt, có tương lai, có chí như mày nói, tao gả. Ba nói thật chứ ba? Thật chứ, nhìn mặt ba nè, thấy không? Mặt hiền là nói thật hả con? Dù giận ba đâu có thể bỏ con được. Nó là thằng nào, nhà cửa ra sao, nói cho ba nghe coi nè. Ba, nhà anh ấy rất nghèo. Nghèo? Nghèo không phải là một cái tội. Mẹ anh ấy buôn gánh bán bưng, chỉ đủ lo cơm ngày hai buổi. Trời ơi, buôn gánh bán bưng. Một nghề lương thiện. Lương thiện mà nghèo. Anh ấy vừa học, phải vừa đi làm thêm. Nhưng anh ấy rất có chí và học rất giỏi ba. Đó, ba thích vậy á. Ba rất thích những thanh niên có chí lo cho tương lai. Nè 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 nè, bộ ông tính gả Dung cho thằng đó hay sao mà ông khen dữ vậy? Ba im đi. Sao im? Phải biết quý những phẩm chất tốt đẹp của nó chứ. Dung con, nghe ba nói nè, vậy thì con hãy đi tìm gặp nó, bảo với nó rằng má ba đã đồng ý cho hai đứa tụi mày được kết nghĩa trăm năm mà chẳng so đo tính toán thiệt hơn. Tụi con còn đi học xin ba cho hẹn lại, đợi tốt nghiệp xong hãy bước tới hôn nhân. Ba đây đã tính con phải nghe lời, con là con gái học dậy đủ rồi, biểu nó đang lo xin lễ sang đây ba tác hợp cho, má với ba đã chịu dang vòng tay rồng thì phận các con phải theo ý ba. Nói với nó
ráng lo mâm trầu cao xính lễ rồi đưa mẹ nó sang đây gặp ba má để bàn tính nghe không. Xong việc đó rồi cái tụi bay có khó khăn gì á, ba má sẽ giúp cho. Ý của ba là muốn con có chồng sớm để tránh tai tiếng, biết đâu sẽ có người đồn đãi bậy bạ về chuyện thằng Khanh thì sao, phải không? Với lại con có chồng đàng hoàng thì ba má cũng đỡ ngại ngùng với ông bà đại hát. Bà, bà nghe tôi tính vậy được không bà? Vậy là ông thương con nhất xứ rồi. Kìa, đừng có khóc nữa mà. Bà, con không ngờ ba má quá thương con. Thương cho sao ông thương? Con đứt ruột đẻ ra mà ông thương sao được. Bà, lau nước mắt cho nhỏ cái coi. Đây. Lẹ lên, lau lẹ. Lau nè, lau nè, lau nè. Anh Tâm. À, chào Bích, xin lỗi tôi đang bận. Anh Tâm, sao anh cứ muốn tránh mặt Bích hoài vậy? À, đâu có, tại vì lúc này tôi bận quá. Bận chuẩn bị cưới vợ phải không? À... anh Tâm à, những chuyện của anh em biết hết. Và em còn muốn chia sẻ nỗi mừng vui với anh nữa kìa. Nhưng còn gì, còn những gì mà em nghĩ anh có biết của em không? Đến hôm nay thì tôi phải nói thẳng với Bích, tôi đã biết hết. Cô không bắt liền cho đây đó, nhưng vẫn xót xa khi nghe người ta qua kết duyên lành. Rồi đây tình tôi phải chôn chặt vào lòng, hy vọng sẽ tan cùng xác bao khóc cảm dần theo rượu tân hôn. Hỡi ơi, người ta gieo vào lòng tôi một vết thương sầu, mà tôi lại không dám hờn dám trách. Tôi lại mong cho người ta hạnh phúc, dù con tim tôi tan nát tơi bời. Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ, trời buồn mang mát buồn nát con tim. Lệ tình đẫm mưa tạo trinh nguyên, kỷ niệm em đêm còn in trên giấy. Người ôm thương nhớ ra đi từ đây, trời đài ai đưa gì thiếu tơ duyên. Lòng còn vương vấn, lòng vẫn chưa yên, thương chi cho lắm rồi cũng xa nhau. Thôi thì đành phải cố quên để cùng ai nhấp chén rượu tân hôn mừng cùng loan hòa hiệp. Anh Tâm ơi, dù không cùng bến mộng, Bích vẫn thật lòng mừng anh gặp bến mơ. Bích, tôi cảm ơn Bích rất nhiều. Còn đây, đây là món quà mọn Bích xin tặng cho anh trong ngày lễ hội. Bích à, Bích mong anh hãy nhận. Bích biết anh gặp nhiều khó khăn, nên chỉ muốn chia sẻ phần nào. Thôi, chào anh Bích đi. Bích à, Bích. Cái gì đây? Trời ơi, tiền. Tiền. Bích ơi, Bích là người bạn tốt nhất của tôi. Ơn của Bích chắc đến chết tôi cũng không thể nào quên được. Còn tao nương chi? Ủa anh Hoàng, kêu gì nữa? Trên đời này tôi chưa thấy ai ngu như tôi rồi. Thôi, nó dành người yêu của mình vậy mà tới lúc nó chuẩn bị đi hỏi vợ mình lại thương chứ, lại sẵn sàng giúp đỡ nữa. Anh Hoàng à, sao được không anh? Cũng được khá khá. Tao đi gom hết trong lớp có bao nhiêu tiền tao cũng mượn hết trơn á. Mày giữ đi để sắm lễ vật cưới Dung, mai mốt làm ăn khá có tiền thì trả lại cho tao nha. Còn không trả kể như tao mắc nợ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ơn nghĩa của các bạn tôi nhớ suốt cả đời tôi. Thôi đi sắm đồ đi. Mà khoan nè, có quần áo vest tông gì chưa? Thì chưa. Để tao đi kiếm mấy bộ cho. Mặc thử coi bộ nào vừa rồi lấy mặc bữa ra mắt nhà vợ, thấy không? Thôi đi đi. Nè khoan nè, có giày chưa? Chắc chưa phải không? Nè để tao về tao lấy đôi giày thôi. Nè lấy đôi giày tao mang đi. Nó đưa cho mày nè. Ủa rồi anh lấy gì anh mang? Khỏi, tao đi chân không được rồi. Để tao đạp miếng chai thấy bụng nội tao cho mày vừa lòng. Thôi đi đi. Nè mà khoan đã, có
cho dầu thơm nào chưa? Chưa. Mà để làm chi vậy? Trời ơi, mày còn hỏi nữa. Bởi vậy tao nói mày đừng buồn nha. Mày đứng gần cũng có mùi chua vậy thì phải có cái chai dầu thơm để xịt vô mình mẩy, thấy không? Xịt vô cổ, vô tay, vô chân chứ làm chi mà hỏi. Để qua bên nhà vợ người ta thấy thơm tho, người ta có cảm tình. Trời ơi, chưa thấy nào hỏi đi hỏi vợ như mày à. Chưa có, để tao về tao lấy chai dầu thơm của má tao cho mày xài đỡ nha. Thôi đi đi. Dạ. Tao cũng đi nữa. Trời. Kìa, thằng trai tới rồi kìa ông ơi. Mời vô, mời họ vô, mời vô. Dạ, chào hai bác. Dạ, dạ xin chào anh chị. Dạ, chào chị. Cậu Tâm đây hả, phải không? Cậu Tâm hả? Dạ, dạ cháu là Tâm. Nghe con Dung nó nhắc hoài bữa nay mới thấy mặt. Sao, cậu có thiệt lòng thương gái tôi không? Hay lấy được nó làm vợ rồi mai mốt chán rồi bỏ bê nó? Dạ cháu thương thật tình. Má nói đi má. Dạ, dạ xin anh chị cho tôi được thưa qua đôi điều. Chị cứ nói đi, đừng có rung, bình tĩnh nói đi. Dạ, dạ, dạ thưa anh chị, chắc anh chị cũng biết cảnh nhà tôi khó khăn đơn chiếc. Nghèo lắm phải không? Tôi biết rồi. Dạ, cho nên khi con tôi được anh chị mở lòng cho duyên nợ hai trẻ liền đôi, lòng tôi sung sướng vô biên biết lấy chi đền tạ ơn này. Chị xem giống như con mình. Phần con lấy câu chung thủy làm đầu, dù cho biển cả non mòn cũng không thay giả đôi lòng tim con dành trọn cho vợ hiền. Đôi ơn cha mẹ thương tình, nắng mưa cũng không hề phai. Bao nhiêu đó tôi đã hiểu lầm của chị với cháu Tâm rồi. Bây giờ xin chị cho vợ chồng tôi quay qua xính lễ nha. Dạ, dạ được anh chị mở đường dẫn lối, mẹ con tôi mới dám mạo muội qua đây để xin hỏi với mâm lễ mọn này. Tâm, dở khăn mâm lễ giật ra đi con. Dạ. Đâu đâu đâu, để tôi coi coi. Một buồng cao, khoảng 9 lá trầu, 2 chai rượu, còn hộp gì đây? Dạ, dạ hộp nữ trang. Dạ trong đó có một đôi bông và cặp nhẫn. Dạ, nhà nghèo nên chỉ làm được vàng 18 thôi. Trời đất ơi, có vàng 18 mà. Cũng sơm quá chứ, chu đáo quá chứ. Ủa tưởng là bao nhiêu đây đủ bắt cầu để xa vô hũ nếp rồi đó hả? Mấy con chuột hả? Phải không? Hả? Thưa bác. Dạ thưa bác. Dẹp. Dẹp. Ờ anh. Cả tháng nay tôi đùa với mấy người mà mấy người khờ quá. Mấy người cứ tưởng thiệt nữa. Con gái tôi là cành vàng lá ngọc, đâu có gả cho lũ khố rách áo ôm được. Trời ơi. Vậy mà tôi tưởng ông tính gả nó thiệt chứ. Ai ngờ đâu ông âm thầm bài cách cho tụi nó mừng hụt. Cái điều này đó kìa, cả làng cả lũ nhà nó đó hấp máu ra mà chết là ông à. Trời ơi. Ma lại nỡ đối xử với chúng con như vậy? Đối xử vậy là đối xử sao mày? Để cho tụi bay biết thế nào là nhục nhã khổ đau. Giống như tao đau khổ nhục nhã cái vụ mất thằng rể quý đó. Ông nhận tâm chi vậy ông ơi? Nếu không thương thì ông cứ thẳng tay ngăn đường cấm ngò. Thà để bọn trẻ mãi mãi cách biệt hai đầu sông ngân mà khóc thương cho số phận. Chứ vẫn làm chi nhịp cầu hy vọng, để rồi khi tay sắp cầm tay lại đang tâm chặt đứt cho đành. Ông vui làm sao khi con trẻ tuổi hơn, mình là người đã đi qua nhiều chặng đời trước đó, sao không có lòng thông cảm đỡ nâng. Tôi giàu yêu có mấy người lấy được kẻ mình yêu, ông bà đã rõ sao không thương con cái. Muốn cho con giữ tròn câu hiếu thảo, sao lại cấm lại ngăn khi con muốn vẹn chữ chung tình. Ông ơi, bà dạy đời với ông. Cà cả trời bà khóc cà tội nghiệp không? Thấy hoàn cảnh tội nghiệp ghê không ông? Con bà muốn dạy nó sao bà dạy? Còn con tôi mặc kệ tôi. Từ ra về sau bỏ mộng cưới vợ giàu đi nghe chưa? Ba, tao tàn nhẫn lắm.
nó độc ác lắm mà. À, lôi nó lên lầu, từ nay không cho nó bước chân ra đường nữa. Đi. Anh Tân, anh Tân. Mấy người này lì lợm chưa muốn về hả? Từ đâu? Dạ. Đẩy quân của mày ra đường, mấy đứa này quăng ra đường luôn cho tao, quăng hết, nghe không? Em đi hết luôn. Dạ. Đi ra khỏi nhà. Đi. Trời ơi, mẹ con tôi có lỗi gì đâu mà. Má, má, má. Trời ơi, bệnh tim của má tôi lại tái phát nữa rồi. Má ơi, tỉnh lại đi má. Má. Thưa bác sĩ, mẹ tôi ra sao rồi? Chúng tôi đã cố gắng, nhưng không qua khỏi. Trời ơi. Má. Vậy sao hả anh Tâm? Anh Tâm, anh có nghe em nói gì không hả? Đừng nói gì nữa hết. Để tôi âm thầm tạ tội với mẹ tôi. Cũng vì tôi mà mẹ mới giả biệt cuộc đời. Sao mẹ đành bỏ con? Tội con mang biết đến bao giờ? Anh đừng tự hành hạ sát thân anh. Có lẽ bây giờ nơi chốn xa xăm mẹ đã tha thứ cho anh rồi. Không, không bao giờ tôi quên. Trời ơi, có ai giúp tôi trở lại những ngày dài mẹ quá con côi, trong cam khổ cơ hàng mà đầm ấm tình mẹ con. Biết làm sao tôi tìm lại được vòng tay từng xua đuổi nắng hè và ngăn cơn gió lạnh lùng mỗi khi trời đổi sang đông. Anh Tâm, anh hãy nghe lời em, lại đằng giường này nằm nghỉ chút xíu đi anh. Thôi, Bích, hãy để cho tôi yên. Chẳng lẽ anh cứ quỳ suốt như vậy sao hả anh Tâm? Anh Tâm kìa. Dung, Dung về đi, đừng để vong linh của mẹ tôi tức tử vì câu chuyện sang hè. Em đứng đây để chịu tội với mẹ và anh. Để cho lòng cô thanh thản trước khi bước lên xe qua chứ gì. Không, em đã quyết định rồi. Từ nay nhà của anh là nơi em ở, em làm vợ theo chồng. Không, không. Anh Tâm, anh có muốn em làm vợ anh sao? Tôi đã từng muốn như vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi, hết rồi. Anh Tâm. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa em. Thôi về đi, về đi, về đi. Kẻo người ta chờ, kẻo người ta mong. Thì là chi sẽ hoa đã cho em đó, một đóa hoa như đón như mời. Em về đi, em về đi, mừng ngày vu quy. Anh ơi, trong nhau lần cuối, hãy trăm lệ rơi rơi xa suốt đời. Đành lòng nước mắt bây giờ ngày mai em lên xe hoa hay là ngày mai em lên xe tang xuống thôi.
đừng nói nữa, đừng nói nữa em. Về đi, về đi, về đi. Còn gì cho người, còn gì cho ta. Đời là những phong ba, ta là chiếc lá. Đời cuốn đi, ai biết đâu ngờ. Em về đi, anh mừng em. Tình nồng thiên thu. Còn vẫn vương làm gì, ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Anh đừng gần em, kia dĩ vãng mùa thương. Vẫn đẹp như giấc mơ, trên trời bao ánh sao. Tình ta bấy nhiêu kỷ niệm, nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta. Em biết làm sao hơn. Thôi em hãy đi về, khóc chỉ làm buồn thêm. Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tà từ. Mai thuyền hoa đón em về cùng bên khác. Đường đời đôi ta hai hướng đi buồn. Anh hiểu dùm em, nào ước muốn giàu sang. Với tình duyên trái ngang, em vì chưa hiểu nên đành câm nín cho đời lòng. Chuyện tình đôi ta, nghẹn ngào trăm đắng muôn cay. Thôi vĩnh biệt thiên thu, dòng tan chân vai cho lời thề nguyện. Kể từ nay em là con dân thờ phượng chồng. Xin anh đừng xua đuổi em đi, em đã đến đây là vĩnh viễn rồi. Xa ngôi nhà son trồng thân tâm, dù đói dù no xin cho cùng em chia sẻ. Kể từ bây giờ mình không thể lìa nhau. Anh Tâm, đừng đuổi xua Dung nữa, hãy xem như bão tố qua rồi. Dù có để lại niềm đau. Dung, đưa vali đây, mình đem cất cho. Dung, ba. Về nhà, mau. Bỏ nhà theo trai hả? Gây hương. Ba ơi, ba đã gieo tăng tốc cho gia đình người ta, mà ba còn chưa hối hận sao? Ba chết là tại vì ba bệnh, chứ tao có giết ba đâu. Còn mày có cha, có mẹ, có nhà, có cửa mà trốn theo trai là làm nhục gia đình, biết chưa? Đi về mau, đi. Ba, bác ơi, con cúi xin bác hãy để cho Dung được cùng anh Tâm nên nghĩa vợ tình. Dù không pháo hồng, không lễ du quy. Giỡn. Như vậy là điếm nhục nhà tôi.
người chết nằm kia nhắm mắt chưa yên. Nếu được nhìn đôi chim nhỏ giao kề chắc cũng quên thù có hồng siêu. Làm chi sợi quán nghiệp thêm dài cho hồng thù ngăn cách thêm sâu. Thôi thôi, con có liên can là đừng có xen chuyện nhà tôi nữa. Đi dậy, Dung, dậy. À, mày bướng hả? Mày đưa ra cửa đâu? Vô lên đi dậy. Rồi đi. Ba, ba. Trời ơi. Dành ra. Chết mẹ tôi. Ông cũng bố đẩy tôi xuống bùng người sao? Bị cáo Nguyễn Văn Tâm can tội dùng hung khí gây thiệt mạng cho ông Tấn. Tòa tuyên án xử bị cáo Nguyễn Văn Tâm 15 năm tù giam. Trời ơi, anh Tâm. Và suốt 3 năm nay không khi nào anh ấy cho cháu gặp mặt. Và bây giờ cháu làm gì? Ban ngày thì cháu đi dạy học ở trường cấp 2, chiều thì về ở bên nhà anh để lo khói hương cho mẹ. Cháu quyết chờ chú ấy đến ngày mãn hạn tù. Dạ, cháu hy vọng anh ấy sẽ được khoan hồng và thời gian sẽ ngắn hơn. À thôi được rồi, cháu lau nước mắt đi, trời cũng sắp tối rồi. Cháu còn phải về nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi cho có sức khỏe chứ. Mai đi dạy học nữa, bác sẽ cố gắng cho cháu được gặp Tâm. Và bác tin rằng bác sẽ giúp được cho cháu. Tháng sau cháu đến đây cháu sẽ gặp mặt Tâm. À, cháu có muốn gửi gì cho Tâm không? Dạ, cháu muốn gửi cho ảnh lá thư. Cháu đưa đây, bác sẽ cố trao cho chú ấy. Bác, nếu được như vậy thì cháu mang ơn bác lắm. Thôi lau nước mắt cho khô rồi đi cháu, muộn rồi. Chắc con của bác cũng độ bằng cháu. Bác không có con gái mà cũng không có con trai nữa. Chúng nó chết hết rồi, chết trong chiến tranh. Bác, thôi cháu về đi. Những điều tốt đẹp luôn luôn ở phía trước, cần phải biết bền chí và hy vọng. Hẹn gặp lại cháu tháng sau nha. Dạ, thưa bác cháu về. Dạ, dạ thưa cán bộ. Anh Tâm, có thơ của anh đây. Dạ, ai gửi cho tôi à? Thơ của vợ anh. Thưa cán bộ, tôi chưa có vợ. Anh cứ xem đi, rồi muốn không nhận cũng được mà. Dạ. Tôi nghĩ anh nên xem. Anh Tâm à, đừng tự lừa dối lòng mình, vì như vậy sẽ làm khổ mình và làm khổ cho người khác. Dạ, xin phép cán bộ. Anh cứ đọc đi. Dân. Anh Tâm, khi đã yêu ai rồi đâu quán chi đợn chờ. Em đêm đêm từng nghe nhói đau từng cơn, dương mãi chi mối hận cho tình ta còn mãi thương sầu. Hình anh khắc trong tim rồi 15 năm vẫn không hề phai. Người ơi mến thương cho người cầu xin bắn qua. Lòng âm thầm chờ đợi, dù anh có ra ta lạ sao còn mong ngày xuất hiện. Yêu chi kẻ đang tù tội cho đời qua úa màu, đường tương lai em với đầy hoa hồng. Khi trái tim đã trao về cho anh, đâu còn mơ màng xa xôi. Dẫu chưa có dài cánh ngân, làm cho tình thêm sâu. Tuổi xuân chỉ dài mấy năm, cớ sao em chịu cô độc? Vì em chỉ cần có anh. Đến khi xuân hiệp đã muộn, dù cho tóc mình có mây, nhưng trong tận đáy lòng vẫn xuân. Dung, 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 chú có muốn gặp cô ấy không? Dạ, tôi có lỗi với cô ấy lắm. Xin cho tôi gặp. Cô ấy đã về rồi. Dung đã về rồi.
Đây là lần thứ 36 cô ấy về trong nước mắt. Tôi mong rằng đây cũng là lần cuối cùng cô ấy về trong nỗi buồn thất vọng. Dân, Dung sẽ không thất vọng nữa. À, vậy là tháng tới chú sẽ gặp cô ấy chứ? Dân, tôi sẽ gặp lại và sẽ xin lỗi. Dung, Dung ơi, anh có lỗi với em biết bao nhiêu. Anh yêu em, anh yêu em biết bao nhiêu. Em có biết không, Dung? Cho anh dương hồng rơi ấm tiếng.